Kính thưa quý vị, các quan sát viên Liên Hiệp Quốc bắt đầu rời khỏi Syria, tin từ Damascus. Nhiều quan sát viên Liên Hiệp Quốc ở Syria đã bắt đầu rời khỏi nước này vì mệnh lệnh duy trì hoạt động của Hội đồng Bảo an đã mãn hạn. Các quan sát viên sẽ rời khỏi Syria nhiều đợt và tất cả sẽ rời khỏi nước này vào ngày 23 tháng 8. Sự rút lui của phái đoàn quan sát viên Liên Hiệp Quốc đánh dấu một sự thất bại khác của nỗ lực điều giải để chấm dứt cuộc xung đột Syria. Các quan sát viên đã được đưa sang Syria để theo dõi chương trình ngừng chiến của ông đặc sứ Kofi Annan có hiệu lực từ tháng 4, nhưng bản hiệp ước ngừng chiến này chưa bao giờ được thi hành. Trong tháng trước, Hội đồng Bảo an đã gia hạn thời gian hoạt động của phái đoàn quan sát viên thêm 30 ngày, nhưng giảm con số từ 300 xuống còn 100 người. Vào ngày 10 tháng 8, ông Tổng Thư ký đã gửi thư cho Hội đồng Bảo an, nói rằng phái bộ đã không thể thi hành những sứ mạng chính yếu, bạo động ở Syria chưa bao giờ giảm, các phe chưa bao giờ tôn trọng chương trình ngừng chiến. Phái bộ quan sát viên Liên Hiệp Quốc tại Syria đã ngưng hầu hết các hoạt động từ ngày 16 tháng 6 bởi vì tình trạng bạo động gia tăng, tạo nhiều nguy hiểm. Phái bộ hiện nay còn có khoảng 70 nhân viên dân sự và sứ mạng chỉ tập trung vào việc đánh giá sự giúp đỡ nhân đạo, theo dõi những tình trạng vi phạm nhân quyền. Trong ngày thứ Năm tuần trước, Hội đồng Bảo an đã quyết định không gia hạn thời gian hoạt động của phái bộ, nhưng đồng ý thiết lập một văn phòng liên lạc tại thủ đô Damascus và nhân sự của văn phòng sẽ có khoảng từ 20 đến 30 người, gồm có các cố vấn quân sự, nhân quyền, viện trợ nhân đạo và các chuyên viên phá mìn. Liên Hiệp Quốc cũng chỉ định ông Ladda Al-Brahimi làm tân đặc sứ thay thế cho ông Kofi Annan. Tướng Babacar Gaye là người chỉ huy phái bộ nói rằng ông ta rất thất vọng vì phái bộ đã không đạt được mục tiêu, nhưng ông cũng cảm thấy an ủi vì Liên Hiệp Quốc sẽ vẫn còn tiếp tục hiện diện tại Syria mặc dù phái bộ đã bị giải tán.